Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, Lâm Một Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ ra clip mới, đó là qua dùng thịt, canh của qua dùng thịt các bạn. Để mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Chúc các bạn một ngày sinh nhật thật vui vẻ nha, và nhiều dồi dào sức khỏe nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiến hành sẽ làm món qua canh của qua dùng thịt để mình hồi nãy mình đi chợ mình mua về hết trơn nha bạn. Sau đó mình sẽ quay lại nồi hũ qua dùng thịt gồm có những gì để làm được món canh hũ qua dòng thịt nè. Còn các bạn mình theo dõi của mình, còn các bạn hay coi hết video và cảm ơn ở dưới và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha bạn, và đăng ký kênh để được nhận được thông báo mới sớm nhất của Lâm Một Vlog nha. Chào các bạn nha. Bạn ơi, mình mua về hết trơn nha bạn. Đây mình mua thịt bằm nha bạn, 15 ngàn thịt bằm nha. Đó, mình mua thịt bằm về sẵn luôn, mình không có bằm ra nha. Và củ qua nữa bạn, đó một cái củ qua là mua 4 cái nha bạn. Đó, và hành ngò đầy đủ nha. Rồi bắt đầu mình tiến hành, mình sẽ nấu lên một nồi canh hũ qua dọn thịt nha bạn, rất là thơm ngon nha, rất là thơm ngon luôn, đơn giản mà ngon tuyệt vời luôn. Mình làm món này mình nhớ tới Tết nha bạn, mình làm món này để luôn tới Tết để mau mau để được ăn hủ qua dùng thịt và thịt khô dịch nha bạn. Rồi bắt đầu mình tiến hành, mình sẽ vô nấu canh hủ qua dùng thịt nha. Mình đang ớt tươi quá bạn, bây giờ cay xé lưỡi luôn á. Rồi bắt đầu mình sẽ vô nấu nha bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình đã rửa xong hết trơn nha bạn. Đây thịt tẩm mình đổ vô tô luôn nha bạn, có chút xíu mình sẽ ướp và hủ qua mình sẽ để nguyên cộng vô luôn nha bạn, giống nha bạn. Đó, sẽ ra hết trơn nha bạn, móc ra hết trơn rồi, cuộn trái nha bạn. Và chuẩn bị đó là hành ngò với ớt và tỏi nha bạn, và thịt bằm. Muốn làm được món này cũng rất là đơn giản và dư những nguyên liệu cũng rất là dễ mua nha bạn. Mình sẽ cần ra chợ một chút xíu thôi, mình sẽ mua những nguyên liệu như thế này nha bạn. Rồi mình sẽ về, mình sẽ nấu được nồi canh hũ qua dòng thịt thôi nha bạn, rất là đơn giản và nó rất là kỳ ngon các bạn, ăn vô là nhớ Tết liền nha bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ ướp thịt bằm này nha bạn, ướp một phần thịt bằm này nha. Rồi mình sẽ dọn vô hũ qua, rồi mình sẽ nấu lên cho bạn. Bằng rời lâu nha, bằng xem hết video của mình nha các bạn. Bạn ơi, mình cũng đã nấu đổ nước vô trơn nha bạn. Đã đổ nước vô nha bạn. Rồi nước sôi mình sẽ thả trái hũ qua dòng thịt vô nha, sôi thịt sôi lên mới thả vô được nha bạn. Và bắt đầu mình tiến hành, mình qua đây mình sẽ dồn hũ qua dòng thịt vô hũ qua nha bạn, thời gian chờ đợi nước sôi nha, nó đã thấm rồi, nó đã thấm gia vị rồi các bạn, rất là ngon luôn, nó đã thấm rồi, bắt đầu sử dụng vô trái hũ qua nha. Phần ướp thịt bằm của mình đã xong nha bạn, đó mình bỏ miếng ướp vô cho nó cay cay nha bạn, dùng cho nó ngon nha bạn. có hành lá luôn và có đường bột ngọt mà mình đổ nước mắm vô, em cũng đi muối nha bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ chọn lên nha, chọn đều lên, chọn đều lên để trong 5 phút cho nó hòa tan thấm gia vị hết, mình sẽ dọn như trái hũ qua nha bạn. Chọn đều lên, chọn qua chọn lại nó đều nha, để trong 5 phút nha bạn. Đó bạn, đó mình trong thời gian mình chờ đợi thịt bằm thấm gia vị, mình sẽ bắt nồi lên và thăng tỏi để nước sôi mình thả hũ qua vô nha bạn. Mình sẽ cho trái tỏi lên nha, cho nó vàng vàng vậy đó bạn, nó vàng vàng vậy mình mới đổ nước vô nè, cho nó ngon nha bạn. Cái hành ngò mình là sắc riêng nha bạn, đó sắc gì nè, lúc khi mình rải lên mặt á cái nó thơm. Rồi mình sẽ mở nắp ra, mở nắp son ra coi trong đây có gì nha bạn. Rồi có nồi nước sôi luôn, và bắt đầu tiến hành mình sẽ, nó sôi quá trời nha bạn, bắt đầu tiến hành mình sẽ thả qua vô nha. Đây đó, mình cầm cái cuốn này mình thả từ từ thôi, cầm cái cuốn đó mình thả từ từ thôi, cầm cái cuốn đó mình thả từ từ thôi nha. Đó. Rồi trong thời gian chờ đợi nó chín mình sẽ bắt nồi cơm lên nha, rồi để nó sôi nó chín nó đã mình mới tắt bếp nha bạn.
có vàng thấy không, vàng thành được vài hũ qua, dùng thịt này rất là ngon nha bạn, chấm nước mắm siêu cay nữa là thất bại luôn nha, ngon khỏi chê luôn nha bạn. Nó đã chín rồi nha bạn, sẽ nước bọt miếng này. Tắt bếp nha bạn, không mình sẽ đợi cái này lên, cái mình sẽ đợi cái này lên mặt nha, mình ngồi ghế lên mặt đó, mình sẽ tắt bếp liền nha bạn, để hết luôn. Nó ngon bạn, nó hoàn thành được nội qua dùng thịt nha bạn, khá là ngon nha. Hồi chút xíu mình sẽ mời các bạn cùng ăn cơm với mình nhé, các chú anh chị mời ăn canh hủ qua dục với mình nha bạn, ngon tuyệt vời luôn bạn, nó khói bốc lên, trời ơi nếm một miếng trời ơi ngon quá ngon. Hủ qua mình đừng nấu chín tới nha bạn, nó tay tái thì mình sẽ ăn được nha bạn, chín quá nó sẽ rụt quá nó không ngon. Bạn ơi mình đã nấu xong rồi bạn, mình múc ra mà các bạn của chú cùng ăn hôm qua dọn thịt cho mình nha bạn, canh hôm qua dọn thịt nha, có đồ mình sẽ mời các bạn qua nha. Hôm nay rồi mình sẽ sắn ra nha bạn, sắn ra đó. Ồ, ôi nó đó rồi, các bạn cùng ăn hôm qua canh hôm qua dọn thịt cho mình nha, nó quá ngon rồi bạn, gấp không được nữa hả? Cũng được, mời các bạn qua ăn nha. Ồ, quá ngon bạn, cho nước mắm cho nước mắm nè 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 muỗng nè, nó tuyệt vời bạn ơi, nước mắm siêu cay nó ngon nha bạn, đó nha bạn, siêu cay luôn nè, đây món đơn giản nhưng mà ngon vô cùng nha bạn. Đây bạn đó, thịt nó chín vậy nè, đó ngon đó bạn ơi. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha bạn, các bạn thấy video này hay chia sẻ cho bao người, mọi người cùng xem và đăng ký kênh nha bạn.